Trung Quốc Việt Nam, 18:35 thứ ba 10/10. Trên VN Express, huấn luyện viên Chu Xie đã khởi đầu hanh thông cùng tuyển Việt Nam khi thắng và không thủng lưới trong các trận giao hữu gặp Hong Kông 1-0, Syria 1-0 và Palestine 2-0. Trong quá trình thử nghiệm ấy, màn trình diễn của đội tuyển chưa ổn định nhưng dần thể hiện được khả năng kiểm soát bóng lẫn biến đổi linh hoạt chiến thuật. Đến đợt tập trung tháng 10, chất lượng đối thủ khác biệt và tịnh tiến về sức mạnh. Đầu tiên là Trung Quốc xếp thứ 80 FIFA, Uzbekistan 75 và thử thách cuối cùng cực đại là Hàn Quốc 26. Tất cả đều là những ngưỡng cản châu lục cho tham vọng giành vé đến World Cup 2026. Việt Nam áo trắng thua Trung Quốc 2-3 tại UAE ở lượt đi vòng loại 3 World Cup 2022. Ảnh AFC Trung Quốc là đối thủ gần nhất Việt Nam từng đối đầu khi chung bảng ở vòng loại cuối World Cup 2022. Ở lượt đi tại UAE, Việt Nam thua 2-3 vì sai lầm của hàng thủ phút bù. Đến lượt về ở Mỹ Đình, đoàn quân dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thắng 3-1 ngay vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Đó là chiến thắng đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại cuối, cũng là lần đầu đánh bại đối thủ này trong lịch sử. Sau hơn 1.5 năm, hai đội đã có nhiều đổi thay. Ở vị trí thuyền trưởng, ông Park rời đi để nhường chỗ cho huấn luyện viên Chu Xie, còn dẫn dắt Trung Quốc là Aleksandar Jankovic, một người Serbia. Nhiều cầu thủ dày dạn không còn xuất hiện, thay vào đó là những gương mặt mới với khoảng 40% quân số mỗi đội. Không có cầu thủ nào của đôi bên thi đấu ở nước ngoài, nhưng Trung Quốc khác biệt hơn khi vẫn còn 3 cầu thủ nhập tịch gồm trung vệ Tiers Browning, tên Trung Quốc là Chiang Quang Tai, và tiền vệ Nicolas Lenaris, Lique, gốc Anh, cùng tiền đạo gốc Brazil Elson Cardoso, Ikeson.